Rồi thì mình đã hoàn thiện xong cái cửa lò treo dưới cái phòng luôn rồi nha các bạn. Thì hình thức thì như mình nãy giờ mình đã làm, các bạn nào mà chưa hiểu thì xem hết video từ đầu tới cuối sẽ hiểu nha các bạn nha. Chứ các bạn xem mà từng khoản á, các bạn xem tua nhanh là không bao giờ hiểu cái hình thức ráp cửa lò treo với lại cái hình thức mà mình làm cái quách ngăn sắt này như thế nào nha các bạn. Các bạn phải xem hết video thì mới hiểu được nha. Rồi thì cái phòng này vài bữa nữa anh mình sẽ Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mấy anh em mình nha các bạn. Thì hôm nay ngày mới mình chúc cho các bạn một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình có bắn tấm tấp lô chống tấm thấm vô này các bạn. Tấm tấm này nè, tấm giống thấm nè. 8 ly nha các bạn, dày 8 ly. Vừa ngang của nó là 1m2. Chiều ngang là 1m2, còn chiều cao là 21. Chiều ngang nó là 1m22, còn chiều cao là 2m44 nha các bạn. Là đúng khổ của nó luôn á. Đó. Thì hồi bữa anh em mình có chia sắt á, chia cái khung sắt á, video trước là mình có hướng dẫn các bạn làm cái khung sắt á sao cho nó chính xác để mà mình bắn cái tấm này vô cho nó đẹp luôn, nó vừa đủ khổ luôn nha các bạn. Thì đó. Thì cái sườn này coi mình bắn dàn sườn nè đó. Thì mình bắn cái này là mình các bạn lưu ý là lấy cái mũi khoan mồi, khoan mồi trước rồi bắt đầu bắn quýt vô cho nó bằng quýt, nó bằng cái mặt tấm chống thấm luôn nha các bạn. Chứ nếu các bạn mà không khoan mồi là con quýt nó mình bắn quýt vô nó sẽ bị lòi ra, nó xấu nha đó. Mình bắn vô nó bằng luôn nè đó, mình bắn vô là nó bằng luôn. Thì ở trong đây nó hơi tối, mình quay nó hơi video hơi mờ mờ, các bạn thông cảm cho mình nha. Đó. Thì cái khổng này là nó chiều cao nó tới 29 nên cái tấm này có 2m44 nên phải nấu thêm một khúc ở trên nữa nha các bạn nha. Còn cái này là nó đầu to đầu nhỏ nên nó dư cái tấm ra nè, cái đầu đây nó nhỏ. Còn cái đầu kia thì nó to. Cái đầu kia này vừa nó vừa khổ luôn. Lát nữa mình làm xong mình sẽ gọt lại nha các bạn. Đó, còn cái mình bắn là mình chia tim là nó tấm hai tấm ghép lại nó nằm giữa sắt luôn này các bạn nè. Đó. Đó là nó đẹp. Chứ nếu mà mình bắn cái tấm này mà mình không canh sắt á là sẽ nhìn vô sẽ thấy cái độ hở ở trong nha. Còn cái này là nhìn vô là chỉ thấy cái sắt ở trong thôi nha các bạn. Mấy cái chỗ hở này thì mình sẽ chích keo sau nha các bạn nha. Chích keo xong mình sơn màu luôn. Đó. Còn cái khoảng này là nó mình lát nữa mình sẽ ghép thêm một khúc nữa nha các bạn, tại nó bị lỡ khổ nên mình sẽ ghép thêm một khúc nữa từ dưới lên trên luôn đó. Rồi đây cái mình bắn xong cái trần la phong này nè đó, lỡ trên là nó chống thấm, còn ở dưới đây là mình sẽ sau này là anh nói anh sẽ đóng thêm một lớp la phong nữa để chia mấy cái khung sắt này nha các bạn. Còn ở trên là ảnh bắn ở trên để cho nó chống ồn, với lại là ảnh muốn bắn ụp ở trên, ảnh không muốn ụp ở dưới thì để anh đóng thêm lớp la phong nữa. Rồi cái tường này là anh sẽ dán mấy cái miếng dán tường đó các bạn. Đó. Cái chỗ này mình chưa bắn nha, lát nữa mình mới bắn nha. Đó, mình mới bắn ở bên này còn bên này nữa. Thì khi nào mình làm xong, mình bắn xong hết rồi mình sẽ quay lại một vòng mới cho các bạn xem nha các bạn nha. Rồi. Các bạn nhớ xem hết clip cho mấy anh em mình nha các bạn. Đó. Còn cái chỗ này là cái cửa đi ra vô nè. Đó, rồi bữa mình sẽ làm cánh cửa lùa treo rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Nào xong hết rồi mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn nha. Đó thì cái khúc trên mình cũng chừa nửa 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 cái sắt á, cái hộp 4 vuông thì mình bắn lên một nửa hai phân, còn hai phân để mình khi mình ghép là nó sát luôn đó nha các bạn. Đó. Khi mình làm là mình phải biết cái tấm nó dài bao nhiêu. Cái này tấm này là khổ lớn nè, cái khổ 1m22 là cao 2m44 nè, nó còn một loại khổ nhỏ là ngang mét, dài 2m nữa nha các bạn. Thì các bạn làm cái khổ nào thì các bạn nhớ chia sắt theo cái khổ đó nha. Mình làm khổ 1m22 2m44 nên mình làm theo mình chia sắt theo cái khổ của nó luôn nha các bạn. Đó, thì khi nào mình làm xong mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Rồi ok.
cái mặt trước này mình sẽ nới tôn lên luôn, nó bắn tôn là mình sẽ nới tôn lên luôn, còn mặt trong là mình ốp cái tấm chống thấm này như các bạn. Thì mình ở đây sẵn đây mình cũng báo giá cho các bạn biết luôn là cái tấm này là 8 ly thì của nó là 8 ly là 240 mấy ngàn á. Ông anh mình cũng đi mua nên mình cũng không nhớ rõ, mà anh nói là 240 mấy á. Còn cái tấm mà trên trần này là nó mỏng hơn, nó có 4 ly thôi. Nó 4 ly thì nó có 130 mấy hay là 40 mấy gì đó. Nghe nói là như vậy thì mình thì nói chung nó chênh lệch cũng có mấy ngàn một tấm thôi, mình nói nó cũng chênh lệch mấy ngàn thôi này để cho các bạn biết, các bạn tính. Đó thì khi nào mình làm xong thì mình sẽ quay lại vòng nữa cho các bạn xem nha. Thì đó thì cái tấm này là nó 8 ly nè. Còn cái tấm trần lấy mỏng hơn 4 ly để cho nó nhẹ dàng xuôi nha các bạn, ở trên đó là không cần phải lấy giày. Khi nào mình mà làm sàn á thì mình sẽ lấy loại giày. Còn cái đó mình dạng như thay thế cho la phân thôi. Mình lấy loại mỏng cho nó nhẹ cái dàn sườn. Còn sàn là mình phải lấy cỡ tầm 1 ly 2 một phân 2 đến 2 phân nha các bạn. Còn mấy cái vách này chỉ cần lấy 8 ly là được rồi. Còn cái tấm thả sàn là phải bèo lắm, phải được 2 phân nó mới cứng. Đó. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem theo dõi video của anh em mình nha. Thì lát nữa anh em mình làm xong thì sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì khúc trên này bữa nó bị hụt mình nó tôn lên là xong rồi nha các bạn. Nó đều lên luôn nè. Đó. Còn mặt lên đây mình bắn tấm cách nhiệt hết là chống thấm nè. Xong hết rồi đó. Đó. Mình quay ở trong nha các bạn xem nha. Nó trong đây nó hơi tối á, chưa có đèn nên nó hơi tối xí. Rồi. Mình quay bằng đèn led điện thoại nha các bạn. Thì các bạn thì cái phòng của anh mình làm xong rồi nha các bạn. Mình quay một vòng cho các bạn xem. Đó thì cái tấm này là tấm cách nhiệt chống thấm rồi xong rồi mình sơn cái màu xám lên này nha các bạn. Cái bữa nó màu trắng bây giờ mình sơn màu xám. Thì ở đây nó hơi tối nha các bạn nên mở đèn led mình quay nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Nó chủ nhà chưa có bắt đèn vô. Đây là cái cửa nè. Đó. Cửa này là cái cửa lùa treo nha các bạn. Cửa sắt tôn mano treo nha. Đây mình sẽ lùa qua lùa lại cho các bạn xem rồi xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn mà bữa cũng comment mình là ở trên treo làm sao rồi ở dưới gắn cái cốt làm sao á, mình sẽ quay lại vòng nữa để cho các bạn nó xem, các bạn nó để ý nha các bạn. Video này mình chỉ làm cho các bạn mà mới vô nghề với chưa biết nghề làm thôi nha, còn các bạn nào mà đã biết nghề rồi thì thông cảm cho mình nha. Đó đó thì đây cửa lùa đây. Đó đó đây mình lùa nè, mình tải một tay mình làm một tay mình quay nên mình lùa. Đó thấy nó nhẹ không? Thì cái lùa sắt thì nó phải cái bánh xe nó chạy nó hơi kêu hơn cái bánh cửa nhôm treo nha các bạn. Nhôm treo là nó bằng cao su, còn cái cửa lùa sắt là nó bánh xe nó bằng sắt nên nó hơi kêu một xíu. Đó thì để mình quay cái phòng một vòng cho các bạn xem cái đó. Thì đó lúc chưa sơn thì nó màu trắng như vậy nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mới vô nghề với dưới nghề cách mà gắn cái cửa lùa treo nha. Thì trước tiên là các bạn cái cửa này, ví dụ cái cửa này mình làm 90 thì mình cắt cái máng là 9-18, mình cắt 1m8 cái máng 1m8. Nhưng mà mình cắt 1m8 thì nó sẽ bị hụt cây sắt bên đây. Mình sẵn mình
mình tận dụng cái sắt bên đây thì mình đo phủ bì cái sắt này qua bên cái sắt bên đây bao nhiêu luôn, mình sẵn mình hàng vô cái sắt đó cho nó cứng luôn. Chứ nếu mà máy chính nó nằm lỡ cửa là mất công mình phải cái sắt nữa cho nó cứng nha. Mình qua đây luôn, nó dư xíu cũng được không sao hết. Rồi thì trước tiên là cái nền này còn lót nền lại nha các bạn, nên mình anh mình không cho một cái anh chủ nhà anh cho cái cốt nền là bao nhiêu thì mình làm nhiêu nha. Đây thì cái dưới đây thì cái dưới là mình hàng như vậy, hình thức như vậy cũng được, còn không các bạn làm cái bánh xe, bữa nào mình sẽ làm một cái bánh xe dưới cho các bạn xem đó. Thì mình làm sao mà cái bát này nó vừa hở một bên cỡ tầm 2 ly là được nha. Đó rồi rồi các bạn, khi mà gắn cái máng lên đây, khi mà gắn cái máng lên các bạn canh cái đồ hở đây nè, canh đồ hở từ dưới đây nó hở, ví dụ như cái dưới mình nói ví dụ đây một phân thì từ dưới lên trên nó phải hở một phân đều đó, thì cái cửa nó mới đẹp mà nó không bị vinh cái cánh. Ví dụ ở trên là mình gắn cái máng vô nó đã hở một phân đúng không, thì mình phải canh ở dưới đây sao cho nó hở đúng một phân đó. Ví dụ như cái này nó bị đá vô cái cửa này, cái đầu này nó nhỏ thì các bạn phải chêm lót một cái gì nữa chặn lại cho cái này nó không chạy vô là nó hở sao đúng một phân nha. Đó còn ở ngoài thì mình hàng chặn lại vậy cho nó khỏi cái cửa khỏi lắc qua lắc lại vậy nè. Đó vậy đó. Còn các bạn mà muốn nó không bị trầy sơn thì nói chung mình mài cái mấy cái này nè cho nó láng xíu rồi mình tha cái mỡ các bạn. Đó là nó sẽ rất là nhẹ mà nó sẽ không có bị trầy sơn gì, với lại sơn á mình xài sơn thì xài sơn hai thành phần nha. Chứ không phải xài sơn ba cái sơn điểu nha các bạn. Sơn điểu là nó sẽ trầy liền nha. Đó là một cái lưu ý, cái lưu ý thứ nhất. Còn cái lưu ý thứ hai nè là khi các bạn muốn gắn cái máng này lên đó, thì các bạn muốn gắn cái máng này lên thì mình sẽ đẩy cái cửa này vô nha. Bây giờ mình sẽ đẩy vô đó, mình canh độ hở làm sao mà cái cửa nó ở dưới nè, ở dưới mình cho độ hở là một phân 5 ly cũng được đây. Đó, sau khi mình cho cái đồ hở rồi nó hỏng cái bát nó lên, chứ nếu mình đặt lên cái bát đó lát nó nằm lên cái bát đó thì nó cứng không lùa được nha. Mình cho nó hở chân lên là khỏi cái bát đó, hở chân lên khỏi cái bát đó là một phân đó, mình cho hở lên phân đó, rồi hở lên một phân xong rồi các bạn đẩy vô cho hở, đẩy vô nè đó. Để mình ra ngoài quay cho nó dễ hơn. Đứng đây luôn, mình đứng đây mình quay luôn nha. Đó, thì các bạn canh sao mà nó hở như cái cây sắt cái dung 4 nè. Nó hở đều cái dung 4 lên nha. Đó, nó thẳng đều cái dung 4 luôn. Đó, sau khi nó thẳng đều cái dung 4 rồi á, rồi dưới cái đầu bên đây mình đã cho hở khỏi cái bát đó là một phân. Ở dưới là cho khỏi cái đưa lùi cho nó nhẹ khỏi đụng á. Thì bắt đầu mình sẽ hàn cái máng vô. Mà trước tiên mình hàn cái máng này vô, chấm bon cái máng này, chấm bon đầu này đó, rồi mình canh cái đường này nó thẳng rồi á, mình canh cái đường này nó thẳng xuống rồi các bạn sẽ hàn cái bon bên này cho mình nha. Đó, mình hàn cái bát bên này cho nó giữ lại, xong rồi mình lùa cái cửa, mình hàn mình chấm bon vừa cứng thôi, mình lùa cửa thử nó nhẹ chưa. Đó, sau khi mà cái cửa nó nhẹ rồi á thì các bạn hàn cứng luôn, hàn cứng xong rồi các bạn canh cái bát hôm nay hàng mình đẩy vô nha. Đó, mình đẩy vô cho nó điều cửa, rồi bắt đầu mình canh cái máng ở đây cho nó bằng, rồi mình hàng vô nữa là xong. Cửa này nhỏ, hàng ba bát vậy là cứng ngắc rồi. Đó, như vậy là xong cái hình thức là ráp cái cửa lùi treo là như vậy nha các bạn. Còn trường hợp mà tại cái này là nó có cái sắt sẵn nên mình hàn vô trong đây luôn nha. Chứ nếu mà nó không có cái sắt á, nó không có cái sắt á thì mình sẽ làm một miếng bát ở chữ U như vậy. Còn không là mình sẽ làm một cái mạch đạn nằm dưới đây,
xong mình sẽ hàng, mình hàng hai cái la hai bên, các bạn hai cái la hai hai bên, xong rồi bạn chế một cái mặt đạn đó, rồi các bạn chế mặt đạn xong rồi các bạn phải làm một cái ti đóng xuống con lỗ đóng xuống dưới sắt đây nè, xuống dưới nền đây nè, đó cái ti đó đóng xuống dưới nền đây cho nó giữ cái mặt đạn lại, rồi các bạn đưa vô. Còn ở đây là bữa nào mình có video mình làm kiểu đó thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì bây giờ nó sẵn nó có cái cây sắt này, mình hàng kiểu chữ U gì luôn nha các bạn. Thì do sáng giờ mình thử cửa nhiều quá, lúc mà chưa hoàn thiện là nó hơi bị chạy đây, nhưng lát nữa mình sẽ mài vũ cái miếng bát này cho nó hết xước rồi mình sẽ đưa vô mình sử dụng nha các bạn. Đó, lát nữa là khi các bạn canh cái cửa nè, xong là các bạn làm bách có cho người ta, để mình hàng bách có rồi thành phẩm xong mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem nha. Rồi thì mình đã hoàn thiện xong cái cửa lù treo dưới cái phòng luôn rồi nha các bạn. Thì hình thức như mình nãy giờ mình đã làm, mình các bạn nào mà chưa hiểu thì xem hết video từ đầu tới cuối sẽ hiểu nha các bạn nha. Chứ các bạn xem mà từng khoảng các bạn xem tu nhanh là không bao giờ hiểu cái hình thức ráp cửa lù treo với lại cái hình thức mà mình làm cái quách ngăn sắt này như thế nào nha các bạn. Các bạn phải xem hết video thì mới hiểu được nha. Rồi thì cái phòng này vài bữa nữa anh mình sẽ lót cái nền, anh chủ nhà anh lót cái nền xong rồi anh sẽ dán giấy dán tường gì đó, nên mình ông kêu mình sơn mấy cái này đó. Thì cái cửa khi mà mình làm á, mình canh cái bát khó xong nó vừa tới gần đụng tới chỗ này là các bạn hàng chặn một miếng bát ở sau cái cửa nữa đó, cái miếng bát đó. Lát nữa mình sẽ sơn lại cái máng này, dưới chỗ nào đầy trụ mình sơn lại hết đó. Chứ lại mình bắn tay nắm vô cho người ta kéo cửa nữa là xong nha các bạn nha. Còn mặt ngoài nè, cái cửa này các bạn thấy cửa lù rất là nhẹ không đó, cái cửa rất là nhẹ. Nếu mình làm mình không bị gây cửa, cái cửa nó không bị quinh qua quinh lại, mình lù rất là nhẹ nha. Nó thẳng bánh xe thì mình lù rất là nhẹ. Nhiều lúc bánh xe nó chạy nó hơi ồn các bạn cho mở lên cái đường ray á, cho mở vô trong cái hai bên đường ray đây nè đó, cho mở vô bên đèn cục rồi các bạn lù tới lù lui là nó sẽ nhẹ nha, nó sẽ ít kêu lại nha, nó không có kêu nữa nha. Đó, nó cửa rất là nhẹ không đó. Thì video này mình làm cho các bạn nào mà mới vô nghề với lại chưa biết nghề cách thức mà làm quách ngăn bằng sắt với lại gắn cửa lù treo như thế nào nha các bạn nha. Đó, thì cái này mình ở ngoài mình hàng hai cái bát khó để mà khi mà chủ nhà ta đi tôi móc khó vô thôi nha các bạn. Còn trường hợp mà chủ nhà ta không thích xài ổ cái móc khó đây á, thì mình mua cái ổ khóa của cửa lù nhôm á, mình mổ cho ảnh nha. Nhưng mà kiểu này thì nó an toàn hơn, còn sắt á, thì làm kiểu này an toàn hơn, còn nhôm thì mình làm ổ khóa cửa lù nhôm á, nó sẽ mổ vô cái nhôm á đó. Nè, ở dưới nè, nó cái độ rơ nó sẽ rất ít. Nếu mà như các bạn gắn cái cửa vô mà các bạn cho cái độ hở này nó nhiều á thì nó sẽ bị lắc cái cửa, đúng không? Ví dụ như canh sao mà cái cửa mày nó bị hở cái bát này nhiều quá thì các bạn phải chêm một cái gì đó vô trong đây cho nó chặn lại, sao mà cho nó thẳng độ hở từ dưới lên trên luôn nè. Đó là cái cửa không bị lắc mà nó lại thẳng, cửa nó đẹp khi mình lù qua bên đây á là nó sẽ không cái chân nó nè lù qua không vợ. Khi mà lùa qua đó, nó thẳng là nó sẽ vô luôn nè đó, thấy không? Nếu mà ví dụ nó bị gây qua đây á, nó bị hơi gây qua là các bạn sẽ lùi vô sẽ đụng cái sắt, đúng không? Còn cái này nó thẳng luôn đó, nó thẳng từ trên dưới đồ hở nó đều nhau luôn đó. Rồi vậy đó, hình thức là nó vậy nha các bạn. Nào chưa biết ngờ lưu ý dùm cho mình mấy chỗ đó để mà làm cửa cho nó nhẹ mà nó sử dụng cho nó ngon lành nha. Rồi thì mà video ở đây mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn nha. Cái gì mà các bạn không hiểu thì comment bình luận dưới cho mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Rồi bạn nào cảm thấy video này hay thì cho mình một like, còn bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký cho mình để mình ra những cái video mới các bạn sẽ biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.